Xin kính chào các anh chị. Thì sau đây mình xin chia sẻ tới các anh chị một số cái lưu ý mà khi chúng ta sử dụng bảng lề nét bật, cũng như là đối với các anh chị nào mà chưa nắm thì cũng có thể là hiểu được về cách phân biệt cũng như là cách sử dụng bảng lề nét bật. Thì bảng lề nắp bật là loại bảng lề được sử dụng rất là nhiều trong các cái cánh cửa tủ, chẳng hạn như là tủ áo, tủ bếp, tủ hồ sơ văn phòng, và hầu như trong các thiết kế cánh cửa tủ đều phải thường sẽ được sử dụng rất là nhiều các loại bảng lề như thế này. Tại sao? Ưu điểm là chúng ta sử dụng bảng lề này thì cho khả năng là tự đóng cánh cửa khi mở. Thì khi mà chúng ta tác dụng lực thì nó sẽ tự đóng về vị trí cũ như thế này. Đây là trên tay là một loại bảng lề giảm chấn. Thì bảng lề nắp bật thì chia ra làm hai loại về mặt vận hành. Chẳng hạn như là có loại thì chỉ đóng thôi, không có chức năng là giảm chấn. Đóng rất nhanh. Đóng là cánh cửa sẽ không có đóng chậm. Và loại thứ hai là cho cái khả năng đóng chậm như thế này. Thì tùy vào nhu cầu thì chúng ta sẽ sử dụng loại có công năng tương ứng. Chẳng hạn đối với các cánh cửa mà tủ bếp, hoặc là chúng ta yêu cầu sự vận hành nhẹ nhàng thì chúng ta có thể sử dụng bảng lề giảm chấn. Thì bảng lề giảm chấn, tại sao gọi là bảng lề giảm chấn? Bởi vì bảng lề mà có họ sẽ làm, sẽ tích hợp dưới này là một cái piston dầu. Thì khi mà chuyển động trong bộ phận này thì khi mở thì nó sẽ nhẹ, mà khi đóng á thì nó sẽ bung ra và nó chạy trong môi trường dầu, nó sẽ làm cho cái này đóng chậm, và như vậy khi mà đóng chậm thì sẽ là làm cho cánh cửa chúng ta chuyển động nhẹ nhàng, không gây va đập, tạo tiếng ồn, cũng như là an toàn với người sử dụng. Đây là loại giảm chấn. Thì nếu mà anh chị mua loại giảm chấn thì giá thành nó sẽ cao hơn, bởi vì nó sẽ có một thêm vào một số chi tiết, chẳng hạn như giảm chấn như thế này đó. Thì ngoài ra thì về mặt công năng nữa thì bảng lề sẽ có là loại đế tháo nhanh và đế cố định. Chẳng hạn như đây cũng là một loại bảng lề giảm chấn, đế này không tháo rời được, không có đế tháo rời mà đế cố định như thế này. Đế cố định là đế không thể tháo rời, nó dính chặt trên bảng lề, và muốn mở ra chúng ta phải mở cái hệ thống bu lông này ra. Còn loại đế tháo nhanh là phía sau đây sẽ có cái nút nhấn để bật cái đế này ra như thế này. Như vậy là chúng ta phân biệt được là bảng lề giảm chấn và bảng lề có đế tháo nhanh. Thì bảng lề đế tháo nhanh thì tác dụng là để chúng ta khi lắp ráp các cánh cửa, mà khi mà chúng ta có nhu cầu là cần tháo cánh cửa ra để vận hành hoặc là di chuyển đi, thì chúng ta chỉ cần nhấn nút này thì cánh cửa sẽ được tháo ra và chúng ta có thể cất đi và đưa tới các công trình, hoặc là đối với các dự án hàng lắp ráp xuất khẩu thì người ta cũng sử dụng rất là nhiều các loại như thế này. Rồi, ngoài ra thì về mặt sử dụng chúng ta cũng sẽ phân biệt ba loại cơ bản nữa là thẳng, bảng lề thẳng, bảng lề cong vừa và bảng lề cong nhiều.
Như chúng ta nhìn thấy đây thì đây là bản lề có cái thân chỗ này là thẳng. Là thẳng. Còn đây là loại có góc cong vừa, nó sẽ nhô lên một chút. Còn đây là loại cong nhiều. Đây chúng ta sẽ nhìn phân biệt. Thì trong trường hợp thì nếu mà trường hợp mà để mà mắt thường chúng ta sẽ không phân biệt được là đâu là loại cong vừa, đâu là loại cong nhiều, thì chúng ta có thể là dùng một phương pháp. Đối với những anh chị mà chưa chưa rành thì có thể dùng một phương pháp, đó là đóng cái nắp lại. Chúng ta đóng nắp lại và chúng ta đặt nó lên cái cạnh của cái bàn hoặc là một cái mặt ván nào đó cũng được. Thì đối với lại thẳng thì khi mà chúng ta đặt lên thì chúng ta sẽ bị giữ giữ cái nắp lại ngay cạnh này. Loại cong vừa cũng bị giữ ngay đây, ngay loại này. Thẳng với cong vừa hay là cong nhiều chúng ta dễ dàng phân biệt rồi. Đây, loại thẳng sẽ bị giữ lại, loại cong vừa cũng bị giữ lại, nhưng loại cong nhiều nó sẽ tuột vào bên trong. Thì thông qua đây thì chúng ta cũng hiểu được là loại thẳng mà khi mà chúng ta lắp đặt cánh cửa lên thì có nghĩa là cánh cửa nó bị đặt bên ngoài. Chúng ta cánh cửa đặt bên ngoài và chúng ta thấy là cái mép dưới này nó đụng gần sát với độ dày của tấm ván. Mép dưới này đụng gần sát với độ dày của tấm ván, có nghĩa là cái cạnh cuối của tấm cửa này nó che phủ luôn cái vách hông cái tủ đó. Chúng ta sẽ phân biệt như thế, nghĩa là loại thẳng sẽ dành cho các cánh cửa mà đặt ngoài và phủ bì luôn toàn bộ của cái tủ. Thì chút nữa mình sẽ lắp ráp thử cho anh chị xem. Còn đây là loại cong vừa. Loại cong vừa thì khi mà chúng ta đặt lên chúng ta cũng thấy là nó sẽ có cạnh này sẽ giữ lại bên ngoài. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cánh cửa khi lắp ráp cũng đặt ngoài. Cũng đặt ngoài. Nhưng mà tại sao cái mép này nó chỉ tới đây thôi? Cái mép này nó chưa được một nửa của cái cạnh này. Có nghĩa là khi mà chúng ta ráp cửa thì cái cánh cửa chúng ta nó sẽ cái mép của cánh cửa nó sẽ nằm ngay đây, nó sẽ chừa lại. Nằm ở đây nó không không phủ hết ngay, nó sẽ không phủ bì hết tới đây. Còn loại này sẽ phủ hết, phải che hết đây. Còn đối với loại mà cong vừa nó sẽ chỉ che một nửa thôi. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi mà chúng ta làm những cái cửa mà nó liền kề với nhau thì cái mép này nó sẽ chừa cho cái cửa bên cạnh để có thể khi mà đóng lại thì nó còn tựa vào đây. Thì đây là cái lý do chúng ta sử dụng bản lề cong vừa, là dành cho những cánh cửa mà nối liền kề với nhau. Có nghĩa là những cánh cửa, những cái tủ mà có nhiều cánh cửa liền kề nhau thì chúng ta sẽ sử dụng loại bản lề này. Chúng ta hiểu nôm na như vậy. Còn đây là loại bản lề cong nhiều. Cong nhiều thì có nghĩa là chúng ta sẽ đặt thẳng vào đây. Có nghĩa là khi chúng ta lắp ráp cánh cửa sẽ lọt vào bên trong của cái ngăn chứa hoặc là hộc tủ như thế này. Cánh cửa sẽ lọt vào bên trong cái lỗ khoét này, thì cái lỗ khoét này tương đương với dùng mũi 35 mm chúng ta khoét sâu xuống, thì chiều sâu độ khoét thì tương đương với là lớn hơn cái độ sâu của cái nắp này khoảng 14 mm. Đó. Và đường kính khoét là 35 mm. Và chúng ta sẽ chừa lại cái mép khoét này đối với loại cúp 35 là tương đương với là khoảng 4 tới 5 mm. 3 4 tới 5 mm chúng ta chừa. Đây. Thì tùy vào cái việc mà sử dụng thực tế thì chúng ta sẽ nắm được nguyên lý này. Nắp bật mà lại thẳng. Thì khi lại thẳng thì chúng ta thấy là đây là cánh cửa, và khi mà chúng ta đóng thì cái cánh cửa nó sẽ phủ bì hết toàn bộ cái mắt cái mép này. Chúng ta thấy đây, khi mà đóng nó sẽ phủ bì, nó sẽ che hết cái mép bên này. Đây là loại bản lề giảm chấn, thì chúng ta thấy là khi mà chúng ta đóng lại nó sẽ đóng từ từ đó, như vậy khi đóng nó sẽ không bị gây tiếng ồn, nó sẽ đóng chậm như thế này. Còn trường hợp mà khi mà chúng ta lắp ráp lên cánh cửa mà cần điều chỉnh thì chúng ta sẽ điều chỉnh cân bằng để cánh cửa chúng ta đều lại, thì bằng các cái
bu lông chỗ này. Đây là các bu lông tăng chỉnh để chúng ta điều chỉnh lại cánh cửa khi mà chúng ta lắp đặt có các cái sai số. Còn đây là loại con vừa. Thì loại con vừa khi mà ráp xong thì chúng ta sẽ thấy như thế này. Đây cái vị trí mép này nó sẽ còn chừa ra. Đó, đây cũng là khoảng là giảm chấn và khi mà chúng ta đóng lại chúng ta sẽ thấy cái mép này, cánh cửa này sẽ đặt ngoài nhưng mà chỗ này sẽ chừa ra một đoạn. Thì có nghĩa là gì? Khi mà chúng ta bên này cũng là một cái hộc chứa thì chỗ này chúng ta sẽ có một cánh cửa khác nó sẽ đóng lại như thế này. Như vậy là chúng ta phải cần một cái bảng lề. Như vậy khi mà để đảm bảo khi chúng ta làm thì cái cạnh này nó sẽ chừa một cái đoạn này để chúng ta lắp ráp các cái cửa khác lên. Rồi, mình vừa lắp ráp xong bản lề, lắp bật lại. Không nhiều. À thì đây là loại mà chúng ta thấy là khi mà chúng ta đóng cánh cửa. Khi mà chúng ta đóng cánh cửa, đây là cánh cửa, đây là cái vách. Đây là cái vị trí vách, đây là vị trí vách, còn đây là cánh cửa. Chúng ta thấy khi chúng ta mở cửa ra sẽ như thế này. Nhưng mà khi chúng ta đóng cửa lại thì đối với bản lề không nhiều thì nó sẽ có một cái, khi chúng ta đóng lại chúng ta thấy là cái cửa nó sẽ hở như thế này, có nghĩa là cánh cửa nó sẽ lọt lòng vào bên trong của cái tủ. Đây, cánh cửa nó đã lọt lòng vào bên trong. Còn đối với loại thẳng và loại cong vừa thì nó sẽ, cánh cửa này sẽ đặt nằm ngoài. Thì đây là sự khác biệt. Ngoài ra thì đây là cái loại mà chúng ta thấy là có cái đế tháo nhanh, thì mình thử cho anh chúng ta xem là cái tháo nhanh này sẽ vận hành như thế nào. Chúng ta cần tháo cửa ra, chúng ta nhấn cái nút này. Bên này cũng tương tự. Và như vậy là cánh cửa chúng ta sẽ tháo ra. Thì tùy vào nhu cầu chúng ta cần hoặc là không cần cái đại đế tháo nhanh này. Nhưng mà thật sự là cũng có nhiều anh chị sẽ không cần đế tháo nhanh. Vì nếu mà đế tháo nhanh thì nó cũng phát sinh một số, chẳng hạn như là chi phí. Rồi về mặt là vận hành thì chúng ta nó cũng sẽ nó thêm chi tiết vào thì nó sẽ phát sinh thêm là quá trình sử dụng nó cũng có thể là một số cái phát sinh. Ngoài ra thì đối với bản lề thì chúng ta còn đối với bản lề thì có loại vật liệu inox 304 để dành cho các môi trường mà đặc biệt. Còn thông thường chúng ta vẫn sử dụng những bản lề này thì chất lượng ngày càng gia tăng rồi. Chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng. Thì đây là cái loại bản lề cúp 35. Trong cúp 35 này sẽ dành phù hợp cho các loại ván. Chẳng hạn như đây là loại ván có độ dày là tương đương với khoảng 18mm. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà sử dụng loại mà lớn, ván dày hơn, cánh cửa ván dày hơn, chẳng hạn như trên 20-25mm thì chúng ta bắt buộc phải sử dụng loại bản lề là bản lề có cái đường kính nắp 40 và có cái độ sâu này sâu hơn, thì lúc đó chúng ta mới sử dụng được. Thì ngoài ra đối với các cánh cửa tủ nhỏ thì chúng ta chỉ sử dụng loại bản lề cúp 26 để giảm chi phí và giá thành xuống.